Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn download và cài đặt Visual Studio Code ở trên hệ điều hành Windows 10. Thì tôi sẽ vô Google và tôi sẽ search là Visual Studio Code. Rồi tôi sẽ đi vô cái trang chủ của nó. Và đây thì nó có khuyên chúng ta xài đây. Đó, chúng ta sẽ click cho đây để download. Rồi, nó đang download success, tôi sẽ đi vào cái folder download. Rồi tôi sẽ move nó về cái folder của tôi. Rồi bây giờ tôi sẽ double click tên để cài đặt. Rồi tôi sẽ chọn cho IOPSET free. Rồi tích cho net, tôi tích cho net. Rồi tích cho net. Rồi ở đây tôi sẽ delete một cái icon trên laptop nên là tôi sẽ sử dụng cái này. Rồi tôi cho led, rồi tôi cho intern. Rồi tôi cho finish. Đó thì thằng Visual Studio Code nó loát lên cho tôi như vậy. Đó thì đây là cái giao diện của thằng Visual Studio Code. Như vậy là hôm nay thì tôi đã hướng dẫn các bạn download và cài đặt Visual Studio Code ở trên Windows 10 Success. Thì tôi xin tạm dừng video hướng dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.